Chào các bạn, thì có một cái bạn ở trên YouTube yêu cầu mình làm cái món khổ qua nhồi thịt, canh khổ qua nhồi thịt ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm món canh khổ qua này. Thì thường vào những cái dịp Tết á, lúc nào nhà mình, nhất là những cái gia đình ở miền Nam á, thì cũng hay làm cái nồi canh khổ qua này. Thì cái món canh khổ qua nhồi thịt á, thì ở đây là mình sẽ sử dụng là khổ qua ha, các bạn dùng khoảng 4-5 trái gì đó. Rồi ngò, nhiều nhiều ngò một xíu và hành lá để cho nó thơm. Khoảng 5-7 củ hành tím gì đó ha các bạn. Rồi cái này là cái phần thịt nạc xay và cá thác lát. Về cái phần nhân á, nhân bên trong cái trái khổ qua này các bạn có thể là dùng thịt nạc xay không cũng được, hoặc là dùng cá thác lát không cũng được. Nhưng mà cá thác lát không thì nó sẽ nhiều và nó hơi mắc. Cá thác lát nó khoảng 220 mấy ngàn một ký á, nên mình dùng ở đây là mình dùng nó khoảng 250 gram nè. Rồi thịt nạc xay cũng vậy luôn. Thì mình sử dụng tỷ lệ là 1:1 ha. 250 gram cá thác lát và 250 gram thịt nạc xay. Còn bạn nào muốn ăn cho nó dai hơn một xíu thì có thể là tăng cái lượng cá thác lát lên, giảm cái lượng thịt nạc xay xuống nha. Rồi, bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đi ướp cái phần thịt nạc xay này cũng như là quết nó để cho nó dẻo, nó dai ha các bạn. Rồi, bây giờ để mình quết cái phần cá thác lát và thịt này cho nó dai, nó ngon á, thì bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút xíu hạt nêm ha, khoảng một thìa rưỡi cà phê hạt nêm. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đến khi nào mà cái phần hạt nêm này nó hòa quyện vào trong cái phần cá và cũng như là thịt, thì lúc đó mình mới cho nước mắm vào ha các bạn. Các bạn cứ trộn đều hơi hai cái phần này lại với nhau. Về cái phần mà cho nước mắm vào trong cái phần quết cá thác lát và thịt nạc xay này đó, mình cũng không có cho một lần hết cái phần nước mắm luôn, mình sẽ cho từ từ. Còn trong trường hợp mà các bạn quết mà nó bị dính vào cái đáy của cái giá thì mình có thể mình thấm một ít dầu ăn ha, rồi mình quết cho cái phần cá này. Và cái cá và thịt nạc xay á, thì mình quết nó khoảng 15 đến 20 phút ha các bạn. Tùy thôi, nếu mà các bạn quết được mạnh tay á, thì nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn quết mà không có mạnh tay thì nó sẽ lâu, hơi lâu một xíu, nó hơi mỏi tay. Rồi sau khi mà mình trộn đều cái phần thịt nạc xay và cá thác lát rồi á, thì các bạn có thể là cho vào đây một chút xíu hành ngò ha, hành ngò và hành tím, khoảng 2 củ hành tím các bạn băm nhuyễn cho vào để cho nó thơm hơn. Còn nếu mà trường hợp mà mình không có thì không cần phải cho ha các bạn, mình trộn cá thác lát với lại thịt nạc xay và cũng như là một chút xíu gia vị là được rồi. Mình cho thêm vào đây một chút xíu tiêu ha, khoảng nửa thìa cà phê tiêu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần này lên. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu nước mắm ha, mỗi lần thì các bạn cho vào nó khoảng là một thìa cà phê nước mắm ha, đừng có cho nhiều nước mắm quá. Mình cứ như thế này mình quết thì nó sẽ dai ha các bạn. Đó thì mình có thể là nhúng một chút xíu dầu ăn, mình cho nó vào rồi mình quết. Thì như vậy cái cá thác lát của mình ăn nó không những là nó dai mà nó còn béo béo nữa, rất là ngon. Đó, cứ như thế mình quết đều xong rồi thì mình tiếp tục là mình cho vào đây thêm khoảng một thìa cà phê nước mắm nữa. Thì với khoảng 500g ha các bạn, 500g là cộng cả thịt nạc xay và cá thác lát luôn á, thì mình dùng nó khoảng là một muỗng canh nước mắm để cho nó đậm đà cái phần nhân ha. Thì mình sẽ quết, nếu mà các bạn muốn kiểm tra thì các bạn sẽ khi lát nữa các bạn quết xong các bạn thấy phần cá thác lát của mình nó có sự đàn hồi ha, nó đung đưa như thế này đàn hồi nè, bây giờ thì nó chưa, thì là nó chưa được. Còn khi nào mà nó đàn hồi được, nó dai rồi ha, thì mình có thể chuẩn bị mình nhồi vào trong cái trái khổ qua rồi ha. Cái trái khổ qua sau khi mà các bạn môi ruột nó ra xong rồi thì bây giờ mình sẽ nhồi cái phần cá thác lát vào bên trong ha. Ha, mình cứ nhồi cho nó đầy vào ha các bạn. Rồi sau khi mà mình đã nhồi vào trong cái phần khổ qua rồi thì có thể nếu mà còn dư á, thì mình sẽ vo viên ha các bạn, vo viên một ít cái viên cá thác lát này để chút nữa mình giống như là bò viên vậy đó, mình cắt ra rồi, hoặc là mình để nguyên cái viên đó mình chấm lại nước mắm luôn, ăn nó ngon cực kỳ. Rồi bây giờ các bạn bắt lên một cái nồi nước ha, chờ cho nước nó sôi lên đó, rồi mình cho vào đây nó khoảng 3 củ hành tím. Hành tím thì các bạn dùng dao các bạn ép cho nó dẹp ra, hoặc là các bạn bóp cho nó nát nát ra các bạn, để cho cái tinh dầu trong hành tím nó ra, nó làm thơm cái nước canh của mình nha. Rồi mình sẽ cho vào đây thêm khoảng 5 đến 6 cái đầu hành lá ha, cho nó thơm. Rồi để ngò. Rễ ngò thì các bạn mua ngò thì thường nó sẽ có rễ, còn nếu mà các bạn mua cái dạng mà ngò người ta cắt sẵn rồi không có rễ thì cũng không sao ha, và có thêm rễ ngò vào thì nó sẽ thơm với nước canh của mình.
Thì cái rễ ngò này các bạn rửa cho nó sạch với nước lạnh đó, các bạn lấy cái móng tay á, mình cạo cạo đi cái phần đất bám bên ngoài này cũng như là những cái phần rong rêu đó ha, rồi mình rửa sạch xong cho vào trong cái nồi nước canh luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là khoảng 3 thìa cà phê muối ha các bạn. Các bạn chờ cho cái nước canh này nó sôi thật là sôi lên, nó sôi bùng lên á thì mình mới cho cái phần cá thác lát vào ha. Rồi bây giờ cái nước canh của mình nó đã sôi lên rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần cá thác lát vào đây trước ha các bạn. Canh khổ qua thì mình nấu nó cũng nhanh thôi, nó khoảng 15-20 phút thôi là nó được rồi. Còn bạn nào muốn ăn khổ qua nó mềm hơn á thì nấu lâu hơn ha. Nên mình sẽ nấu cái phần viên này trước, tại vì nếu mà các bạn nấu khổ qua trước rồi cho cái viên vào sau á thì trong quá trình mình khuấy là có thể khổ qua mình nó bị dập hoặc là cái viên này nó bị bể ra, nó không có ngon ha. Mình để cho cái viên này nó chín chín một xíu đi. Nấu các bạn nấu khoảng 2 phút. 2 phút rồi mình cho cái khổ qua vào. Ha, lúc này thì các bạn vẫn để cái lửa cho nó lớn ha, để cho nó sôi bùng lên á. Rồi sau khi mình nấu cái khổ qua được 2 phút rồi thì bây giờ mình nấu phần cá thác lát được 2 phút rồi thì mình sẽ cho khổ qua vào. Ok ha. Cái khổ qua này các bạn nấu được khoảng 15 phút là mình có thể bắt đầu là mình nêm nếm cái nước được rồi ha. Mình sẽ cho vào đây nó khoảng 2 thìa cà phê đường phèn. Nếu như mà các bạn có nước mắm á, thì các bạn có thể là nước mắm ngon á, thì các bạn có thể cho vào luôn cũng được, nhưng mà các bạn phải nấu cho nó sôi bùng ha, tại vì như vậy thì nó sẽ bay cái mùi nước mắm á, nó hơi nặng nặng á, nó bay bớt mùi đi thì nó sẽ canh mình nó sẽ rất là thơm đó. Các bạn thấy khổ qua không, xanh đẹp ha, mình nấu chắc khoảng 20 phút thôi là được rồi các bạn. Nấu lâu quá thì khổ qua nó ăn nó mềm nó cũng không ngon lắm, nấu khoảng 20 phút thôi là được. Khi nào mà nấu gần xong rồi đó mình cho cái phần hành ngò vào ha, hành ngò mình băm nhuyễn vào nữa là xong thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần hành ngò vào ha các bạn cho nó thơm. À, canh nãy giờ mình nấu cũng đã được khoảng 20 phút rồi. Thì bây giờ cái bước này các bạn có thể là bạn gấp cái rễ ngò các bạn bỏ đi, hoặc là các bạn để như thế này luôn cũng được, rồi ăn làm mốt ra tô thì mình đừng gấp cái rễ ngò là được rồi. Đó, cái món canh khổ qua nấu, canh khổ qua nhồi thịt cá thác lát á, thì nó đơn giản như thế này thôi. Thường nhất là vào những cái dịp Tết của người miền Nam thì lúc nào cũng có cái nồi canh khổ qua này. Kiểu như là tất cả những cái khổ gì trong năm á, thì nó đều qua đi ha các bạn. Cái quan niệm là nó như vậy. Đó, cái ăn cái khổ qua này mình sẽ ăn kèm với lại cái chén nước mắm ớt ha. Nước mắm thì các bạn đổ vào chén rồi cắt ớt lên là xong thôi. Mình chấm với lại cá thác lát. Ok ha, thì có nhiều rất là nhiều cái yêu cầu các bạn là kêu mình nấu món này nấu món kia, nhưng mà mình cũng phải sắp xếp thời gian cũng như là những cái món nào trong khả năng của mình thì mình sẽ làm. Các bạn có việc comment ha, các bạn muốn mình làm cái món gì thì các bạn có việc comment rồi mình sắp xếp thời gian mình làm cho các bạn xem nha. Ok ha, hy vọng là qua cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cái cách nấu canh khổ qua cá thác lát hoặc là khổ qua nhồi thịt. Hy vọng các bạn thích món ăn này nha. À, nếu như các bạn thích thì đừng quên bấm like và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.